Diêu Địch đã từng là gương mặt được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, diễn xuất linh hoạt, dễ dàng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như Tân Hồng Lâu Mộng, Thanh Niên Bắc Kinh, Thất Tình 33 Ngày, Thường Nga. Người ta cho rằng nếu Diêu Địch chịu khó trau dồi diễn xuất, tích lũy kinh nghiệm, chăm chỉ làm việc, thì chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Nếu may mắn cô có thể trở thành ngôi sao, rồi kết hôn với một chàng đồng nghiệp điển trai hoặc doanh nhân giàu có, tận hưởng cuộc sống viên mãn như nhiều người khác. Thế nhưng nữ diễn viên lại tự tay đạp đổ tất cả khi cặp kè với Văn Chương, chồng của Minh Tinh, Mã Y Lợi. Diêu Địch có gương mặt hiền dịu nhưng tính cách lại quá dữ dội, nếu không muốn nói là quá tham vọng khi không biết điểm dừng. Khi Diêu Địch nhận được vai chính Vương Hy Phượng trong phim Tân Hồng Lâu Mộng, dư luận đã râm ran bàn tán rằng cô diễn viên trẻ này đã tình nguyện qua đêm với nhà sản xuất để được giao vai diễn quan trọng này. Chứ nếu chỉ dựa vào thực lực và tên tuổi Diêu Địch lúc đó, cô chưa đủ tầm để đảm đương một nhân vật cá tính sắc sảo như thế. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho một loạt chuyện ồn ào liên quan đến nữ diễn viên xinh đẹp này. Năm 2014, Diêu Địch bất ngờ bị phanh phui chuyện hẹn hò lén lút với nam diễn viên Văn Chương. Khi đó, Văn Chương đang có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc với Mã Y Lợi. Dù Mã Y Lợi hơn Văn Chương tới 8 tuổi, thì hai người vẫn rất mặn nồng và họ còn đang chờ đón cô con gái thứ hai. Chính vì thế, những hình ảnh Diêu Địch Văn Chương lén lút hẹn hò qua đêm trong khách sạn đúng là tiếng sét giữa trời quang, khiến cho dư luận bàng hoàng. Bằng chứng quá rõ ràng khiến cho cặp đôi không thể chối cãi. Văn Chương buộc phải lên tiếng xin lỗi vợ, mong Mã Y Lợi hãy rộng lòng tha thứ cho anh. Diêu Địch cũng cúi đầu mong được bỏ qua vì cô vô tâm trong mối quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Nhưng tất nhiên khán giả không thể bỏ qua cho việc Văn Chương ngang nhiên ngoại tình trong lúc vợ đang mang thai, đồng thời chỉ trích nặng nề việc Diêu Địch biết người ta đã kết hôn mà vẫn lao vào. Giữa cơn giận dữ bùng nổ của dư luận, khi Mã Y Lợi đau đớn tan nát cõi lòng, còn Văn Chương chỉ thiếu nước quỳ xuống xin vợ tha thứ, thì Diêu Địch hoàn toàn giữ im lặng. Chỉ có một người bạn của cô tiết lộ rằng Diêu Địch hoàn toàn bị Văn Chương lừa gạt, tin vào những lời hứa hẹn rằng anh ta sắp ly hôn nên mới sa chân lỡ bước làm kẻ thứ ba, rằng Diêu Địch đã từng cắn răng phá thai vì Văn Chương muốn thế, rằng cô cũng rất đau đớn trong cuộc tình vụng trộm này. Tuy nhiên, chẳng mấy ai tin vào những lời kể khổ này cả. Mọi người đều cho rằng đó chỉ là chiêu khổ nhục kế mà Diêu Địch bày ra để tẩy trắng cho mình mà thôi. Diêu Địch bị tẩy chay dữ dội đến nỗi sự nghiệp xuống dốc không phanh. Không còn đạo diễn nào dám mời cô đóng phim, chẳng nhãn hàng nào dám hợp tác, tuột xuống làm sao hạng B và chỉ được đóng vai phụ. Điều tréo ngoe là Văn Chương sau khi được vợ tha thứ đã tiếp tục duy trì được tên tuổi của mình, vẫn có vợ con đầm ấm, ở bên còn Diêu Địch chịu cảnh trắng tay. Cô bị gọi là hồ ly tinh, là ác nữ, bị cả Trung Quốc gác bỏ, hắt hủi. Những tưởng cô sẽ lấy đó làm bài học ghi nhớ cả đời, nhưng hóa ra Diêu Địch lại ngựa quen đường cũ, nhanh hơn người ta nghĩ. Không lâu sau đó, cô lại có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với ca sĩ Lý Uy, dù anh ta đã có bạn gái. Mọi chuyện rùm beng đến mức cô gái này phải lên mạng xã hội tố cáo Diêu Địch là kẻ thứ ba đáng ghét. Sau đó, Diêu Địch còn lộ ảnh giường chiếu với diễn viên Ngô Trấn Vũ, khiến gia đình anh này suýt rạn nứt. Không chỉ liên tục đi giật chồng người, Diêu Địch còn bị bạn diễn tố cáo chuyện giật vai diễn. Nữ diễn viên Diệp Thanh từng công khai viết trên trang cá nhân rằng người phụ nữ đó đúng là mặt dày, phàm thứ gì cũng muốn tranh đoạt lấy. Đây không phải là chuyện lần một lần hai, làm người phải có nguyên tắc, cô đúng là kẻ tham lam. Tất cả chỉ vì Diệp Thanh quá tức giận khi bị Diêu Địch chiếm mất một dự án lẽ ra đã thuộc về mình. Và có một điều chẳng ai ngờ được, đó là một hồ ly tinh chuyên giật chồng người như Diêu Địch cũng có ngày gặp được chân ái. Tháng 3 năm 2018, Diêu Địch khoe rằng cô đã được bạn trai cầu hôn, thậm chí người này còn là một doanh nhân giàu có. Đã chọn ngày Diêu Địch đón sinh nhật lần thứ 36 để nói lời cầu hôn cô trong một không gian vô cùng lãng mạn. Thường thì những nghệ sĩ khi sắp kết hôn sẽ được mọi người chúc phúc, chỉ riêng Diêu Địch là không. Cư dân mạng vẫn đào bới chuyện năm xưa để chỉ trích cô, vẫn gọi cô là kẻ thứ ba xấu xa và cho rằng người như Diêu Địch không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hàng ngàn netizen đã để lại bình luận chỉ trích phía dưới bài đăng của Diêu Địch. Cô ta chính là người thứ ba, thế mà tôi vừa thấy ai đó nói cô ta là cô gái tốt. Ai? Ai nói người thứ ba là cô gái tốt cơ? Người thứ ba vĩnh viễn là người thứ ba, cả đời đeo lên lưng danh hiệu đấy nhé. Ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì việc mình đã làm thôi. Có một số việc không phải bạn hối lỗi rồi thì có thể sửa chữa. Chúc mừng, đừng phá gia đình người khác nữa nhé. Có lẽ vì thế mà sau khi khoe chuyện cầu hôn, Diêu Địch buộc phải giữ kín cuộc sống riêng tư của mình. Một lần làm kẻ thứ ba thì sẽ suốt đời chẳng bao giờ xóa sạch được vết nhơ này.